Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Quỹ học bổng Vừa A Dính, 15 năm giải thưởng Vừa A Dính, giải thưởng dành cho các tập thể cá nhân xuất sắc có nhiều đóng góp cho vùng đồng bào dân tộc, miền núi và vùng biển đảo. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp mặt tập thể cá nhân nhận giải thưởng Vừa A Dính năm 2024 tại nhà Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ trân trọng sự tâm huyết, trách nhiệm, cố gắng, nỗ lực không mệt mỏi của nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừa A Dính, ấn tượng những kết quả mà quỹ đạt được trong 25 năm qua, đồng thời ghi nhận biểu dương các nhà tài trợ, nhà hảo tâm đã có những nghĩa cử nhân văn cao đẹp, đóng góp sức người, sức của cho sự nghiệp phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và hải đảo thông qua quỹ trong suốt những năm qua. Ông Jonathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương IPPG, cá nhân vinh dự nhận giải thưởng Vừa A Dính năm 2024, chia sẻ, hơn 16 năm đồng hành, ông chứng kiến những đổi thay tích cực mà quỹ đã mang lại cho hàng ngàn trẻ em dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa và con em các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ vùng hải đảo. Quỹ đã trao cho các em cơ hội học tập, khơi dậy khát vọng và mở ra tương lai tươi sáng. Đó cũng là sự khích lệ to lớn để bản thân ông và tập đoàn tiếp tục đóng góp vì một xã hội công bằng, nhân ái và phát triển.